Thanh Phương xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn thân mến nha. Thì lời đầu tiên cho Thanh Phương gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn lời chúc năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang và hạnh phúc. Hôm nay Thanh Phương sẽ đi vào trong cái khu vực chợ sắm mới của thành phố Nha Trang nha. Thanh Phương sẽ review từng những cái gian hàng từ phía ngoài chợ vào phía trong chợ và cuối cùng là cái điểm hàng cá của cái chợ sắm mới này nha. Rồi giờ Thanh Phương mời quý cô chú anh chị và các bạn mình cùng đi nha. Xem thử hôm nay là những ngày cận Tết, coi chợ sắm mới có những cái gì hay không. Ở đây họ bán những cái chậu bông vạn thọ ở trước cái cổng chợ sắm mới nha quý cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ Thanh Phương sẽ vào bên trong. Và giờ Thanh Phương đã đi vào bên phía trong khu vực chợ rồi nha. Đây là cái khu vực ăn uống của tầng 2 chợ sớm mới Nha Trang nha quý vị. Ở đây cô nấu cơm, những cái món ăn rất là nhìn rất là hấp dẫn. Đậu nhồi thịt, mắm chưng này, đại bổ khoai xào này, khoai xào trứng, rau muống, dưa cải, nước chiên, măng, đậu, tôm, đủ thứ không? Dạ, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Ngon lên mà, đại bổ khoai đi cua bông ra này. Dạ, có cả canh ổ qua, canh chua. Thì cũng được có hai gian hàng bán cơm và những cái gian hàng bán thức uống. Thanh Phương thấy cũng không có khách. Và có những cái kiosk làm móng, móng tay, làm tóc. Còn ở phía khu vực bên kia thì hiện tại là đang trống. Chợ đông quá hả chị, có mình em với chị. Đông quá rồi, có mình em với chị rồi, thấy không em? Trời ơi, chị vậy á, sao, sao vắng với chị? Người ta không lên lầu, người ta nhiều khi người ta làm biếng lên lầu á. Rồi sao mình bán được chị? Thì nói chung là bây giờ giờ biết sao, giờ dưới thì biết Tết thì trên này không có biết Tết là gì luôn á. Trời ơi, thấy thương quá luôn á. Thì đó. Còn có 4 ngày nữa hả? 5 ngày nữa Tết à? Mà trên này không biết Tết là gì luôn. Bà coi cái cảnh Tết nè. Không biết Tết là gì luôn, mà trong khi Tết là đủ thứ tiền luôn, không biết làm sao luôn á. Tội thì có chứ. Mà hầu như hiện tại bây giờ là ai cũng vậy nha chị. Dạ. Thì ai cũng vậy đó, thì em thấy ở trên này có nhiều người, bao nhiêu người ngồi thì ngồi đây chứ ngồi đâu. Rồi bán sao mình bán được hết cái thức ăn chị? Thì nói chung là nó lay rai, nó không có dồn dập, nhưng mà lay rai từ đến chiều thì cũng có. Nó cũng không có nhanh nhưng mà nó cũng hết hàng. Chắc là em phải... Hả? Không lẽ giờ em ủng hộ chị, em ủng hộ kia là hai hộp thì xem ăn cho hết. Chị em ủng hộ chị, hộp bên đó ăn hộp. Giờ sao? Chắc là Thanh Phương phải ủng hộ cái chị bán cơm này một hộp quá. Bởi vì thực tế là Thanh Phương thấy rất là đau lòng, bởi vì không có một bóng khách nào. Ở trên lầu mà... ăn rất là hấp dẫn mà ngon mà không có. Dạ, mà những cái món ăn nè, Thanh Phương nhìn rất là hấp dẫn luôn. Thôi chị bán cho em một hộp cơm bình thường thôi, chủ yếu là em ủng hộ cho chị những cái món ăn rất là ngon. Thì qua lời chia sẻ của chị bán cơm ở chợ sắm mới này thì chị nói rất là thương, bởi vì không có khách bán. Đây chị đang bán cho em một hộp cơm để xem thử chị bán như em thế nào. Ăn cơm, ăn cá, ăn thịt. Chị cho gì em ăn cái đó. Chị bán khách bình thường á, bình thường thì thôi. Bình thường chứ, đây chị đây bán bình thường mà. Dạ. Có 20-25 ngàn hộp cơm mà. Có 20-25 ngàn thôi hả chị? Để xem chị bán như thế nào nha. 25 ngàn một hộp cơm. Thì có dịp nào Thanh Phương mời quý cô chú anh chị và các bạn mình đi du lịch ghé thăm Nha Trang và hãy ghé lại cái tầng 2 của cái chợ sắm mới để mình thưởng thức những cái món ăn nha. Cơm rất là bình dân và nhìn rất là ngon. Thì cái hộp cơm như thế này chị có bao nhiêu chị? 25 ngàn. Có 25 ngàn thôi ạ. Đó, quý vị cô chú thấy không? Này mà ở Sài Gòn nó bán chắc phải 50. Đúng không chị? Đúng rồi. 50 á. Thì đó. Mà chợ Nha Trang mình bán mình dân như vậy thôi mà không trôi nổi cái hàng. Mà đồ ăn tươi sống từ sáng mình mua lên, dạ, mình chế biến đó.
em mới vừa đi quanh một cái hàng cá, hàng thịt đó, rất là ngon luôn. Bán đây 20 mấy năm rồi. Vậy đó hả? 20 mấy năm mới tồn lại đó. Chứ nếu mà những người lạ lạ lên là không dám đứng ở đây. Tại vì không thấy người đâu dám bán. Đúng rồi. Còn những người quen người ta biết rồi, đến giờ bữa này người ta lên. Dạ. Thì nhìn qua bên kia thì cũng rất là tội nghiệp cái chị kia mà bây giờ đâu có ai ăn đâu mà em mua 2 hộp. Cho em gửi tiền. Đó thì Thanh Phương dạo qua một vòng thực tế hiện tại. Hôm nay là ngày 24 không chị? 24 Tết này nha quý vị. Trời ơi rất là thê thảm luôn. Đi đâu ai cũng than, ai cũng thở hết. Không có thu nhập. Thật sự là rất là khó khăn. Rồi một chút nữa mình sẽ đi xuống lại ở tầng dưới nha. Đây là những cái gian hàng họ bán ly tách. Đây là cái hướng đi lên lầu của khu vực ăn uống. Ở đây cái gian hàng bán hoa. Những cái trái cây giả. Và giờ mình tiếp tục đi tiếp. Đây là khu vực bán bên ly, mũ, giỏ. Hiện tại là hôm nay là ngày 24 Tết rồi. Thì Thanh Phương thấy ở trong cái khu vực chợ cũng rất là ít khách. Chị lấy cái này này cho nó khỏi. Đây là gian hàng bán giày dép. Sáu trăm mấy đồng y như vậy luôn mà nó có quát lên. Rất là đa dạng và phong phú. Bây giờ Thanh Phương sẽ di chuyển vào bên trong khu vực hàng bánh kẹo nha. Để Thanh Phương xem thử có cái gì hay không. Đây là khu vực bánh kẹo của chợ Sắm Mới thành phố Nha Trang. Đương nhiên cái giá nó không vô, nó không có tốn khăn vàng, khăn đồ đó, con dây thích người ta như vậy đó. Ở đây được bày bán những cái trang trí màu vàng rất là đẹp. Giờ Thanh Phương đã xuống khu vực bán hàng trái cây rồi. Thanh Phương mời quý cô chú anh chị và các bạn mình cùng đi tiếp nha. Có chú bảo vệ nói là bán mà chống cầm. Thật sự là không có người mua, rất ít người mua. Đó, quý vị và cô chú anh chị có thấy không? Người bán mà không bán mà lặt rau luôn kìa. Không có khách. Những cái trái cây rất là tươi ngon. Giờ đi ra mà. Bây giờ Thanh Phương sẽ di chuyển vào phía hàng cá đi.
Rồi Thanh Phương đã đến khu vực hàng cá rồi nha. Thanh Phương sẽ đi dạo một vòng xem ở đây họ buôn bán như thế nào. Ở đây có những con tôm rất là to, tươi luôn, rất là đẹp, rất là ngon, rất là hấp dẫn. Ôi, ở đây có mấy con cá rất là to này. To lắm. Thì đặc biệt ở Nha Trang là có những cái hải sản rất là đa dạng và phong phú nha. Thanh Phương thấy cái gian hàng này có mấy con mực rất là ngon nè. Con mực rất là ngon luôn. Tết rồi bán được không chị? Sao em thấy vắng thế vậy? À, sao kỳ vậy ta? Có tiền. À, em chúc chị mua may bán đắt nha. Cá rất là ngon, rất là tươi luôn. Thì đây là thực tế cuộc sống của người dân Nha Trang ở trong cái khu vực chợ Sắm Mới này. Thì hiện tại rất là vắng vẻ luôn. Quý vị và cô chú anh chị có thấy không? Rất là ít khách đi mua. Giờ Thanh Phương sẽ đi qua một chút, dạo quanh cái hàng thịt, xem thử cái lượng khách họ buôn bán ra sao. Đây là những cái gian hàng bán thịt. Dạ. Dạ, con đi review xung quanh rồi, có gì con quay lại. Thì dạo quanh một vòng hàng thịt cũng không có gì khé hơn hàng cá, vẫn rất là vắng vẻ luôn. Đây là những cái hàng rau. Giờ mình tiếp tục di chuyển qua cái khu vực khác nha quý vị và cô chú anh chị. Ở đây có cái mâm bạch tuộc. Những con bạch tuộc nó to, nó tươi, nó ngon lắm. Dạ. Đây là những con bạch tuộc nhỏ. Đây có những con bạch nang. Rất là tươi ngon. Nhìn tổng quan tình hình chợ rất là chi là bình thường, không có gì tấp nập. Cho dù đây là những ngày cận Tết. Rồi giờ mình đi qua cái khu vực kia. Ở đây bán những cái con cá khô đủ loại và mực khô. Đây có những cái măng khô để Tết người dân họ nấu măng. Thì Thanh Phương đã dép một vòng. Bây giờ Thanh Phương sẽ đi ra phía ngoài
Thanh Phương để di chuyển ra phía ngoài khu vực chợ rồi. Đây là những cái hàng ốc luộc rất là ngon, có đủ loại ốc luôn, rất là ngon. Họ luộc chín sẵn rồi, giờ mình chỉ về mình mua về mình ăn thôi. Ở đây là hàng khô, hàng trái cây, rồi hàng legume. Thì hiện tại Thanh Phương đã review hết trong cái khu vực chợ của chợ sắm mới thành phố Nha Trang rồi. Thì cũng không có cái gì gọi là tấp nập hơn những ngày thường. Thì chắc có lẽ là Thanh Phương sẽ kết thúc video ở đây. Một lần nữa Thanh Phương xin gửi lời chúc đến quý cô chú anh chị và các bạn một năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc nha. Và nếu quý cô chú anh chị và các bạn mình xem cái clip này mình thấy hay thì hãy cho Thanh Phương một like và nhớ bấm đăng ký kênh cho Thanh Phương nha. Thanh Phương rất là chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn. Thanh Phương xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.